Xin chào bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình cho các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Warrior 500 được trang bị bộ chuyển động Shimano Toley, đạp đĩa Shimano và sóc hơi Epicon của Sun Tour. Khung nhôm nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Tất cả đồ trên xe là còn zin hết 100%. Nước sơn trắng xanh rất là đẹp. Khung nhôm giá bán bên em đang bán với mức giá chỉ có là 6 triệu tròn cho một con xe giảm sóc hơi và bộ chuyển động Shimano. Mức giá rất là ngon trong cái tầm giá 5-6 triệu giảm sóc Epicon Sun Tour 26 inch, thành bánh mày vẫn là nguyên bản nguyên zin của Merida. Chuyển động Shimano thôi. Với cái tầm giá này đã có sóc hơi thì chúng ta không thể đòi hỏi được bộ chuyển động nó quá cao. Đồ Shimano này là cũng là rất là chất lượng trong cái tầm giá này rồi. Tôi lấy phía Shimano. Vi lông của chiếc xe được trang bị bộ phanh và tay bấm của Shimano Toley, 7 tầng lip, 3 tầng đĩa. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 39 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe có cái size nó cũng khá là nhỏ thôi, chỉ có 15 inch, thì cho các bác từ khoảng 1m58-60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Giá bán ngay từ đầu video em đã nói là 6 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.